Hello anh em nhé, hôm nay thì nhà em lại về rất là nhiều cái đồng hồ em đang kìm anh em nhé. Thì em sẽ lên sale xả sập sàn cho anh em luôn. Với cái mẫu đồng hồ em đang kìm này thì em bán rất là nhiều rồi anh em nhé. Cái mẫu đồng hồ em đang kìm này thì nó là một cái mẫu sản phẩm phải nói là cực kỳ chất lượng anh em ạ. Thì với cái mẫu sản phẩm đồng hồ em đang kìm 3266TD này thì anh em sử dụng trong gia đình cũng như là các bác thợ thì dùng rất là vô tư thoải mái luôn anh em nhé. Con này thì nó sẽ là mã sản phẩm của nó là 3266TD. Đấy, bên trong thì sẽ có một cái túi đựng như thế này anh em nhé. Đấy, túi đựng như này và sẽ có đầy đủ phụ kiện cho anh em. Đấy, bây giờ em sẽ bóc một cái hộp sản phẩm ra để giới thiệu cho anh em cụ thể luôn nhé. Đấy, thì với cái bộ sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em là 6 tháng nhé. Đấy, và anh em nhận hàng được kiểm tra hàng đầy đủ chứng thanh toán. Thì trong cái hộp sản phẩm này, trong cái túi này nó sẽ có là một đôi cái que đo này. Que đo này là đo nhiệt độ này. Đấy, một đôi que đo đa năng nhé, đo thông mạch, đo điện các kiểu. Đấy, và âm và dương. Một đôi pin tiểu này. Đấy, và thân máy đây anh em nhé. Đấy, đây là thân máy của nó đây. Thì với cái đồng hồ Ampekim 3266TD này thì nó là cái model mới nhất của năm nay anh em nhé. Thì nó sẽ có rất nhiều những tính năng hay cho các bác. Chức năng đầu tiên LCV này thì nó là chức năng dò điện nhé. Đấy, con này thì nó có thể dò được điện âm tường. Đấy, và dò trên đường dây có điện hay không. Thì em bật về chức năng LCV này. Chức năng này là đo dòng điện xoay chiều. Đấy, anh em kẹp vào. Kẹp một dây thôi anh em nhé. Đấy. Đo điện áp, đo tần số này. Đo điện một chiều này. Đây là chức năng đo diode, đo tụ, đo điện trở, đo thông mạch, đo tần số và đo độ C. Đấy, rất là nhiều chức năng anh em nhé. Thì với cái con đồng hồ này thì anh em yên tâm là đo nhầm không bị cháy nhé. Anh em để ở bất kỳ thang nào mà cắm vào điện 220 đấy thì sẽ không bị cháy. Đấy, cho nên là anh em sử dụng con này thì rất là yên tâm. Đấy, và đặc biệt thì nó sử dụng cái đôi pin con thỏ này. Pin phổ thông anh em nhé. Pin này rất là phổ thông. Anh em chỉ cần có pin. Đấy, hết pin anh em mua đôi pin chỉ có 2-3 nghìn thôi. Anh em lắp vào lại chạy được cả năm. Đấy, rất là đơn giản gọn nhẹ. Và đây là dòng sản phẩm hàng công ty nhé. Này, model là 3266TD. Anh em để ý này, cái chữ LGTI này. Đấy, nó có chữ R ở đây nhé. Đấy, hàng chuẩn loại 1 của nhà em. Đấy, và con này thì toàn bộ là chữ tiếng Anh hết anh em nhé. Toàn bộ chữ tiếng Anh. Đây là hàng chuẩn công ty. Đấy, bên trong nó sẽ có đầy đủ phụ kiện như thế này. Giá thì rất là rẻ luôn anh em nhé. Giá hôm nay em bán cực kỳ rẻ cho anh em, giá chỉ có hơn 200 ngàn thôi. Đấy, anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, số điện thoại em để phía dưới, phía góc bên dưới màn hình anh em nhé. Đấy, anh em cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, giá hôm nay cực kỳ sốc, chỉ có hơn 200 ngàn thôi. Bao ship đến tận nhà, bảo hành cho anh em 6 tháng luôn nhé. Ok các bác rồi nhá. Vừa đây em đã lắp pin vào rồi. Thế bây giờ em đã lắp sẵn cái que đo rồi. Bây giờ em sẽ test thử các cái tính năng cho các bác cùng theo dõi nhé. Chức năng đầu tiên đó là LCV. Đấy, LCV này thì nếu mà chúng ta dùng que đo, chúng ta cắm vào điện lưới. Đấy, nó sẽ nháy luôn như này. Đấy. Hoặc cách thứ hai là chúng ta thử cái chức năng này nó hoạt động bình thường hay không. Thì chúng ta sẽ dí nhé. Dí cái phần cố định này, phần cố định ở trên cái ampe kìm này. Đấy, con này chúng ta dí lên vào đường dây này. Đấy nhá, em làm ví dụ này. Đấy, nó sẽ kêu như này. Đấy, có nghĩa là đường dây này đang có điện nhé. Đấy, còn nếu mà chúng ta dí bên này. Đấy, nó sẽ không 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 nó không không thể hiện được nhiều nhé. Đấy, phải dí bên này này. Đấy,
nó cường độ nó kêu nhanh như vậy. Đấy, ok, tính năng đầu tiên là như vậy. Tính năng thứ hai là chúng ta đo kẹp dòng. Đấy, chúng ta đo kẹp dòng. Đấy, thì đo kẹp dòng thì rất đơn giản thôi. Đấy, em lấy ví dụ đây, chúng ta có một cái vật tiêu thụ điện đúng không? Đấy, khi mà chúng ta muốn đo dòng điện xoay chiều của nó là bao nhiêu thì chúng ta kẹp một dây vào đây. Đấy, ví dụ đây là một cái sợi dây này. Đấy, kẹp một dây vào đo đấy là nó sẽ hiển thị dòng ở đây. Đấy, tiếp theo là đo điện áp và đo tần số này. Đấy, bây giờ em đo trực tiếp cắm điện vào đây nhé. Đây là điện 220 này. Đấy, đây hiện tại đây là 227,6 V. Đấy, tần số là 49,8 Hz. Đấy, các bác muốn nó nhìn rõ hơn thì các bác bấm vào giữ nút hold này. Đấy, nó sẽ có đèn nhé. Bấm vào giữ nút hold này nó sẽ có đèn. Đấy, rất đơn giản. Rồi, tiếp theo là chức năng đo điện, đo điện một chiều. Đấy, đo điện một chiều nhé. Đấy, đo điện một chiều thì với cái đo điện một chiều này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Các bác cứ que đỏ vào dương, que đen là âm. Nếu mà các bác đo nhầm thì nó sẽ báo đây là âm nhé. Nó sẽ có là dấu trừ, ví dụ như là trừ 12 V. Đấy, ví dụ em đây đang để điện một chiều nhé, em đo vào xoay chiều này. Đấy, không hề bị sao nhé. Đấy, không hề bị sao nhé. Đấy, rồi đây là đo điện trở này, đo tụ này. Đấy, rồi đo diốt, đo tần số này. Đấy, đo độ C, độ F. Thì các cái video trước đã có rất nhiều video em test các cái chức năng này rồi. Đấy, thì hôm nay em không test lại nữa. Đấy, nhưng mà về cơ bản con này nó có những cái tính năng rất ưu việt. Đấy, đó là chức năng đo nhầm không cháy. Đấy, giờ em sẽ test lại cái tính năng này cho các bác nhé. Đấy nhá, hiện tại em đang cắm vào đường dây có điện nhá. Đấy. Đấy, nó đang báo là điện này. Đấy. Nhá. Em xoay sang thang này. Đấy, thang đo dòng này. Xoay sang thang đo điện áp này. Đấy, đang có điện nhá. Đấy. Đo vôn một chiều này. Đo tụ, đo tần số, đo thông mạch này. Đấy. Đo HZ này. Đấy, đo độ C, độ F. Đấy, các bác thấy không? Không hề bị cháy nhá. Đấy. Đấy. Không vấn đề gì. Đấy, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai đấy là chúng ta có thể là gạt sang cái chế độ LCV này. Chúng ta đo được điện âm tường. Đấy, đo được điện âm tường các bác nhá. Đấy, đo điện âm tường thì đo không được sâu đâu các bạn. Nó chỉ dao động vào khoảng từ 1 đến 2 cm thôi. Đấy là chúng ta sử dụng trên cái vật liệu bê tông sắt thép. Nếu mà chúng ta sử dụng các cái đường dây điện mà ở những cái vật liệu như là thạch cao hoặc là gỗ hoặc là gì gì đó. Đấy, thì có thể là đo được sâu hơn một chút các bác nhé. Đấy, thì đấy, các cái tính năng thì em đã giới thiệu đến toàn thể các bác rồi. Thì với cái đồng hồ Ampekim 3266TD hàng chính hãng này. Đấy, thì hiện tại bây giờ các bác mua hàng thì bên em đang có một cái mức giá là cực kỳ ưu đãi các bác nhé. Đấy, là các bác đã sở hữu ngay một cái dòng sản phẩm hàng chính hãng của LGTI. Đấy, có chữ R nhé. Đấy, hàng nhà em cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng luôn, có chữ R ở đây. Đấy, và dòng này là có mã là 3266TD. Đấy, rất nhiều tính năng ưu việt. Đấy, nó là một cái đồng hồ ampere kìm nhưng cũng là cái đồng hồ đa năng các bác nhé, đồng hồ đa năng. Đấy, các bác đo được đủ mọi thứ, đo được cả độ C, độ F. Đấy, rồi đo được tất cả mọi thứ. Đấy, sử dụng trong gia đình thì cực kỳ tiện, kể cả những anh em thợ thuyền. Đấy, dùng con này thì cũng rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, thì hôm nay nhà em về được khoảng cỡ hơn 100 con. Đấy, thì hôm nay lên sale thanh lý cho các bác luôn. Đấy, giá đấy thì các bác là có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em để phía bên dưới màn hình các bác nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Vâng, xin chào các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Và các bác nhớ bấm vào chuông để cập nhật được những video mới nhất. Vâng, xin chào các bác.